Ê, trời ơi là trời, đã mấy ngày trôi qua rồi, bọn mình vẫn chưa thể nào mà tìm ra được tung tích của ông Rô đang ở đâu hết các bạn ơi. Từ lúc ổng biến thành ma sói xong, ổng cứ gọi là chạy lung tung, bọn mình không kiếm được ổng mấy bạn ạ. Buồn ghê luôn á. Hey, có bạn nào biết cách nào để kiếm được ông Rô, các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Hey, vậy đây, anh có cách nào để tìm ra Rô không vậy? Trời ơi, cách để tìm ra Rô, anh nghĩ là Rô CEO là bây giờ biến thành một con sói rồi. Mà cái loài sói á thì nó cũng là tiêu một cái giống loài mà gọi là động vật thôi. Mà bây giờ riêng cái giống loài này á, anh nghĩ là chúng ta chỉ cần một khúc xương thật là to, thật là ngon để chúng ta rủ con chó sói Rô ra là được rồi. Tàu lao, anh nên nhớ một điều này nha, là Siro bị biến thành chó sói chứ Siro không phải biến thành con chó, hiểu không? Cho nên là Rô không thích ăn xương, anh hiểu không? Anh nói gì giống như là Rô thích ăn xương các bạn. Tàu lao. Còn xem sao, xem nghĩ thế nào? À đúng rồi, tôi có ý tưởng là hay lắm này. Tôi sẽ quyết định làm một bánh kem siêu to khổng lồ, tôi dùng anh Rô tới. Mọi nghĩ sao, được không? Trời ơi, đúng là con gái bạn ơi. Toàn nghĩ ra mấy cái trò dễ thương không. Sim nên nhớ nè, Siro biến thành ma sói á, mà chó sói á thì lại rất là thích ăn thịt thôi, chứ không có thích ăn bánh kem đâu. Sim đừng có tưởng sói ăn thích ăn bánh kem mà làm bánh kem vụ la. Tào lao, người ta đưa ra ý kiến gì cũng chê, giờ em thử nói bây giờ ý kiến của em là gì để giúp được Siro ra nào. Trời ơi, thì em cũng đâu có biết là làm cách nào để kiếm được Siro đâu, cho nên bây giờ em mới phải hỏi mọi người với lại hỏi mấy bạn fan cách nào để kiếm được Siro nè, chứ em cũng có biết đâu. Ây, khổ ghê luôn á, giờ em cách nào để kiếm được Rô ta. Mọi người mấy thằng trộm chó bảo nó đi bắt Rô về. Tào lao, thôi trộm chó cái đầu ông, thôi trộm chó. Mình mới vừa nghĩ ra một cái ý kiến thế này nè, có nghĩa là ủa gì vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, có báo động. À, có báo động rồi, có nghĩa là Siro đã xuất hiện ở trong làng Hello Team rồi các bạn ơi. Ok, có báo động. Mọi người, anh em tứ trụ, tập hợp để đi bắt Siro, nhanh lên. Có báo động. Nhanh lên. À, Siro à. Đâu vậy? Tôi biết ông ở đâu rồi nha. Ông đang ở trong làng Hello Team đúng không? Có báo động rồi. Tôi mới vừa thấy báo động gọi là con chó sói Siro rồi xuất hiện ở trong làng ở trong chỗ này nè mọi người. Ở đâu ta, để xem coi. Chó Siro đâu đây, con chó sói Siro. Đây, thấy rồi. Đây. Thôi anh ơi, em nghĩ là chúng ta nên gọi là con sói Siro, đừng gọi là con chó sói nữa nghe. Chó sói rồi. Rồi xong luôn, này thì cho ông chọc nó nè. Lại đây xem, lại đi. Bình tĩnh. Ôi. Siro ơi. Nhìn bên đây nè Rô. Cái gì vậy? Ngoan, qua đây nè. Trời ơi, qua đây nè. Ui, nó qua thiệt, Trời. Hey. Rồi. Nè, Siro, em nói anh nghe nè. Từ bây giờ. Từ, để cho siêu nhân người ta nói chuyện xíu cho ông nhào vô quýnh liền với ông nội. Ông không coi phim siêu nhân bao giờ hả? Chứ khi nào mà siêu nhân biến hình xong ông mới quýnh, hiểu không? Còn người ta đang đứng nói chuyện thì ông không được quyền quýnh, hiểu không? À, thế à? Hiểu không? Quay lại nhanh lên. Tao không cần biết à. Trời, sao ông cứ tấn công một mình hoài bạn ơi. Trời. Nè nha, cái ông này ông làm sai kịch bản nha. Giống như trong phim siêu nhân là yêu quái không được quýnh siêu nhân khi mà siêu nhân chưa biến hình nha. Ok. Sim ơi. Con sói Siro chui vô chuồng của bé Mưa kìa. Ủa sao nó vô bé Mưa của tôi vậy trời? Cái gì vậy? Tính ra cái chuồng là chuồng của bé Mưa mà Siro chiếm luôn rồi các bạn ơi. Hey, không nói nhiều nữa. Bây giờ á, mục đích của bọn tôi đến đây là để bắt ông đem dời lại gọi là căn cứ để gọi là tìm cách chữa bệnh cho ông nè. Hey, anh em siêu nhân tứ trụ bây giờ còn có 3 người, sao lần nào cũng còn có 3 người ta? Giờ chén cơ luôn trời, siêu nhân kiểu này là chết rồi. Hey, siêu nhân tứ trụ biến hình. Ha. Ok bạn ơi, thì bây giờ siêu nhân tứ trụ đã biến hình rồi nè các bạn ơi. Bạn thấy bộ giáp của mình có ngầu không nào? Nếu thấy ngầu nhớ để lại một like, một subscribe và đăng ký ủng hộ cho siêu nhân tứ trụ nha. Ủa mà hai từ, tính ra mình đang đi quýnh yêu quái mà tiện mình quảng cáo kênh làm gì ta? Quên mất. Con sói Siro, bây giờ bọn ta đến đây để tiêu diệt ngươi mà bắt ngươi về nè. Muốn bắt ta hả? Đâu có dễ đâu. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Trời. Trời ơi, Nè, Sim. Ôi trời, rồi xong luôn, rồi bắn chanh luôn. Trời ơi. Dịch ơi, Siro gọi là bắn đại pha thầy đại bác cơ bởi hết nhà rồi. Trời ơi, chứ không có gì mà nhiều cái nhà tao này thành cái gì
vậy trời? Trời, cái nhà của anh còn đỡ, anh coi nhà của Sim nè, nhà Sim tanh banh luôn rồi. Ôi, trời ơi, biết bánh cái lừa là con trời ơi, nhiều gì vậy? Anh đừng dừng lại. Dừng lại đâu? Bắt hộ. Đứng lại, đứng lại, con trời. Trời ơi, rồi xong mới chạy mất tiêu rồi, về đây, về tuổi heo dịch, về tuổi heo đi. Ủa, trời rồi mày đứng lại lắm, tao giống như mày chết đi tao hồi mày tỉnh là tao làm mày xong rồi con. Alo. Rồi xong luôn. Chết luôn rồi. Nhà của tôi. Rồi xong luôn rồi mấy bạn ơi. Còn gì nữa đâu mà thương với sầu. Nhà của Timmy banh chành, nhà của Simmy nét bét, nhà của Dịch thì tan hoang. Trời ơi trời. Ôi may quá nhà của mình ở xa cho nhà mình không bị gì hết. May ghê trời. Xin lỗi Sim nha, tôi lỡ cười lên nỗi đau của Sim rồi. Nhưng mà giờ anh Rô làm gì, tụi mình làm sao giờ? Trời ai biết được. Trời ơi bạn ơi, hình như là Siro bị biến thành chó sói lâu quá, cho nên là Siro gọi là sao ta, người ta gọi là gì ta, bị mất trí nhớ rồi. Siro không còn nhớ gì hết trơn á, sắp bắt đầu phá hoại gọi là các ngôi nhà trong làng tùm lum la. Ủa mà ông Dịch đi đâu, ông dí heo lâu quá ta, khi nào ông mới về trời, để cho ông coi ngôi nhà của ông nè. Banh chanh rồi. Ôi là bánh khai nát hết trời, lần sau Phong ơi, cứu. Ui. Gì vậy? Trời ơi. Nó lại chạy xe nữa bạn ơi. Để em. Ôi, chạy xe nè. Ôi đứng lại. Trời, mình còn chưa chém nữa. Đừng chúng đây đi bằng chân xe rồi. Trời ơi, cứu. Nó chạy rồi. Chạy mất tiêu luôn rồi. Nó chạy rồi. Trời ơi là trời bạn ơi. Mình tính chém cho ổng một cái để cho ổng ngất xỉu, để mình đem ổng về. Ai về đông chạy nhanh quá bạn ơi, đúng là gọi là chó sói racing boy. Trời ơi trời. Ơi mà Dịch ơi, Dịch coi ở nhà Dịch kìa. Trời ơi, cầm tiền nhiều thôi. Xây bao nhiêu tiền bao nhiêu của, mang hết một vạn kim cương đi xây, giờ nó thành cái gì rồi. Trời ơi. Ủa sao không, em mà thấy nó chó sói lại khôn ha. Nó bắn nhà nó không bắn, nó đi bắn nhà người khác. Trời trời, thì tất nhiên nhà của ông Đô Tuốt bên kia sao không bắn được. Cũng may nhà em ở xa cho nhà em không bị gì hết. Trời ơi trời. Vui ghê luôn trời. Ôi hôm nay gọi là chưa gì, chưa đến Tết mà được coi bắn pháo hoa. Bắn pháo hoa bắn vô chứ em à. Trời không hư thì mình sẽ vui. Trời ơi, nhà người ta nát hết được rồi. Rồi ok, thôi được rồi. Bây giờ nhà các bác bây giờ làm cách nào để gọi là cho mấy căn nhà này trở lại bình thường đây trời. Mấy bạn ơi, bạn có cách nào không? Chứ giờ gọi là banh chành thế này chắc cũng tốn rất nhiều kim cương luôn á. Mà khoan, lực, Sim ơi. Tính ra là Sim có phép thuật cái Sim. Wait a minute. Tào lao, phép thuật này chỉ phục hồi thôi chứ làm sao phục hồi được nhà. Tào lao, phép thuật của Simmy là phép thuật có thể gọi là phục hồi được máu cho tất cả gọi là mọi thứ ở trên đời này. Ngay cả nhà cửa bị vỡ á, Simmy vẫn có thể phục hồi được, ghê không? Simmy cái gì hư hỏng, Simmy đều fix được hết. Đúng rồi. Luôn. Em nói Dịch nghe nè, chẳng hạn như là cái đầu của Dịch đi, dầu mà Dịch đi cắt tóc đi mà người ta lỡ ta cạo cái đầu Dịch thành đầu chọc á, Dịch chỉ cần qua nhà Simmy hồ biến cái đầu Dịch có tóc lại. Trời ơi. Nhà anh còn cái bóp. Ai mới tiêu hết tiền anh về lấy em phục hồi giùm anh ấy. Đâu chứ em à. Tào lao. Simmy chỉ có thể phục hồi nhà được chứ không phục hồi tiền được đâu nha anh. Ủa sao Sim? Ok. Nhưng mà cái này rất là mệt nha, nó sẽ tốn rất là nhiều sinh lực nên cái này cũng phải rất là cố gắng đó nha. Ok. Thôi Sim cứ sử dụng hết sức mạnh đi, làm một lần biến hết tất cả nhà ở đây trở lại bình thường đi Sim. Được rồi, ok, tôi sẽ cố gắng. Hay. Chà. Wow. Ủa sao chưa thấy gì hết trơn à? Ủa gì vậy? Ủa trời ơi, trời ơi. Sao nó chưa hồi vậy? Làm lại. Umbra Shibua. Wow, trời ơi. Xịn chứ vậy. Ủa cái nhà trở lại bình thường nè. Trời ơi. Dịch ơi, cái nhà của Dịch được. Cái nhà của Dịch kìa Dịch. Trời ơi, trở lại bình thường luôn kìa. Nhà Timmy cũng vậy luôn. Nhà trở lại bình thường rồi. Bây giờ anh vào kiếm xem tiền anh bóp tiền còn không. Chạy tào lao. Ở mẹ ơi, ông Dịch này ổng tham lam mẹ ơi. Ổng cứ suốt ngày cứ gọi là muốn cái ví tiền trả lại bình thường như cũ. Nhưng mà Dịch thì Dịch xài tiêu phung phí lắm. Là sao? Tim sao rồi? Trời ơi, còn sao nữa, Simmy dùng gọi là sức mạnh của Simmy để biến lại mấy căn nhà mệt quá, ngất xỉu luôn kìa. Thôi mình để Sim đó đi anh em, mình về Dịch. Ôi trời ơi, sao con người này vô tâm này, Tim ơi. Ôi đâu đứng dậy. Hai người vậy luôn hả, tôi nằm xíu vai rồi bỏ đi luôn hả, Sim giống gì kìa. Trời ơi, giỡn xíu mà, tôi biết Sim đâu bị gì đâu, Sim giả bộ thôi đúng không. Thôi giờ này đi, bây giờ bọn mình về lại căn cứ để tìm cách gọi là bắt ông Rô đi. Mà khoai từ, về lại căn cứ làm gì nữa.
bây giờ bọn mình phải tìm cách bắt ổng lại luôn chứ cách nào về đó Sim ơi. Tôi hỏi Sim nè, Sim có biết ai, cô An biết ai rồi là có cách nào bắt được ông Rô lại không, hay Dịch biết ai không? Không biết ai à? Đúng rồi. À đúng rồi, tôi có quen biết được một gọi là bà phù thủy. Tôi nghe nói bà phù thủy nó có khả năng gọi là gì ta, giải hóa tất cả lời nguyền luôn. Đó. Gì? Bà phù thủy có khả năng hóa giải được tất cả những lời nguyền? Cũng đúng ha. Đúng rồi. Các bạn ơi, bởi vì phù thủy là người chuyên gia tạo ra lời nguyền, cho nên mình nghĩ rằng bà phù thủy chắc chắn sẽ biết cách nào để hóa giải được lời nguyền. Nghe cũng hợp lý á. Rồi Sim dẫn đường cho bọn tôi đi. Ok, được rồi, đi theo tôi nè. Đây. Ok, ok. Đây. Đi theo mọi người ơi. Let's go. Đi. What? Trời, tính ra bà chịu hỏi cho cô Bô cho một mình bà đi luôn hả? Lấy xe máy đi cho nhanh bà nội. À, xe máy ha. À, ok, quên mất xì lâu gần của cô siêu nhân là xe máy. Quên. Siêu hey, nhân là go. Chạy xe máy không? Siêu nhân chạy xe máy mà con chó sói cũng chạy xe máy luôn. Đi thôi. Cuối cùng thì cũng đã đến được nhà của bà phù thủy rồi các bạn ơi. Hay Sim ơi, Sim có chắc là bà phù thủy này giúp được một mình không á? Rồi chắc. Trời ơi, tôi lúc nào bà với tôi gọi lúc nào cũng đi gọi là đi chơi mà. Trời ơi, bà mà bảo với tôi vậy á. Ok rồi, để tôi gõ cửa coi. Hey, bà phù thủy ơi. Bà phù thủy. Bà ngồi đây. À, trời sao nghe cái giọng bà thấy ghê vậy? Trời. Bà phù thủy ơi. Dạ bà phù thủy. Ôi trời. Trời sao mình gõ cửa ăn trước bà phù thủy, bà bước ra từ đằng sau nhà người ta. Ê, dạ chúng tôi là gọi là biệt đội siêu nhân. Hôm nay chúng tôi đến đây muốn nhờ bà phù thủy giúp bọn tôi một việc. Có thể nào giúp bọn tôi được không ạ? Giúp việc gì trình bày nghe coi. À thật ra thì gọi là bọn tôi đang có một người anh. Và người anh này của bọn tôi bị biến thành ma sói. Cho nên bây giờ bọn tôi muốn tìm cách để giúp anh ấy trở thành người bình thường. Ngươi có thể nào giúp, bà có thể nào giúp bọn tôi không? Biến thành ma sói. Và bây giờ đang có nhu cầu trở lại làm người đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, xin tự giới thiệu tên chị là Sim ơi. Cái gì vậy? Ta là phù thủy VIP nhất làng Hero Team. Ta có pháp nhân cực kỳ cao cường luôn. Và việc này với ta là đơn giản. Đơn giản hả? Vậy chị bằng tôi cách đi. À, tất nhiên rồi, ta sẽ chỉ cho các người một cách để cứu được người bạn của các người. Nhưng sau này có làm thì mới có ăn. Đó, đó là giá để chúng ta có thể làm việc với nhau là 500 kim cương. Trời, cái gì vậy? Trời, ủa Sim, tính ra Sim nói đây là bạn của Sim mà sao bả đòi đến tận 500 kim cương vậy? Ủa, gì cơ vậy? Ủa, bà tính ra tôi với bà thường thường đi chơi free mà sao giờ bà chơi nguyên 500 gì má? Cái gì vậy? Ê, nếu bà không phải bạn của tôi thì cái giá nó sẽ là 2.000 kim cương đó. À? Ai, thôi được rồi, Sim ơi, kệ bả đi. Nói chung là trên cuộc đời này ai cũng đâu giúp ai không chuyện gì đâu, đúng không? Thôi rồi, bây giờ thế này đi. Sim ơi, tí nữa bọn mình về bán nhà của Dịch mà gọi là mình lấy kim cương mình trả cho bả sau. Ok ok. Ok. Ê, bọn em đâu có nói gì đâu, Dịch tuấn em. Ok. À, đúng rồi. Được rồi. Ok, bọn tôi chấp nhận lời đề nghị của bà. 500 kim cương đó bọn tôi là gọi là không thành vấn đề. Vậy thì tiền nhiều để làm gì? Đó, bọn tôi có nhiều tiền lắm, yên tâm. Tí nữa bọn tôi về tôi bán nhà của Dịch trả cho. Ok. Rồi. Bây giờ bà chỉ bọn tôi cách nào để hóa giải lời nguyền đi. Ai trời. Cái cách á để có thể cứu được một người từ ma sói trở lại hình dạng con người rất là dễ thôi. Đấy là chúng ta phải tìm cách loại bỏ đi bộ lông của người sói thì hắn ta sẽ có cơ hội trở lại làm người. Mà để loại bỏ bộ lông của người sói thì không phải là ra tiệm spa xong rồi quắc lông như người ta đâu, mà là phải cho con ma sói này tắm trong mật ong. Tắm trong mật ong? Mật ong là nguyên chất 100%, không phải hàng phất. À, hóa ra là cách để có thể giúp cho người sói trở lại thành con người bình thường đơn giản vậy sao? Chỉ cần tắm cho mật ong thôi hả? Cái gì đơn giản vậy? Thôi được rồi, cảm ơn bà phù thủy. Mà mật ong rồi, lông của ma sói sẽ tự dụng và các người sẽ đạt được mục đích. Và đừng quên pay 500 kim cương sau khi hoàn thành xong công việc. Ok ok rồi, tôi nhớ lại, mệt bà này quá là kim cương hoài. Ok bạn ơi, hóa ra là đơn giản đến như vậy các bạn ơi. Chỉ cần chúng ta gọi là làm mất đi bộ lông của người sói thì người sói sẽ biến thành con người bình thường. Đó, ghê chưa. Ôi khoan, vậy đến khi nào luôn. Vậy đây có khi nào mình cho ổng tắm cho mật ong xong tí nữa ổng mất luôn lông nách không anh? Ờ, một tí nữa rồi nó kể. Ê, có khi nào nhúng vào xong tí nữa rồi mất luôn tóc không ta? Đầu hỏi luôn. Ok. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm ông Rô nè các bạn ơi. Để gọi là tóc cho mực ông nè. Nhúng nó vô, nhớ tổng cái đầu lên không nói. Mất hết tóc luôn. One eternity later. Ê trời là trời. Mấy bạn ơi, từ sáng đến giờ anh em mình phải chuẩn bị cực kỳ lâu luôn mới được một cái hố đầy gọi là gì, mực ong ở dưới đây nè các bạn ơi. Bạn coi thấy không, quá trời mực ong luôn. Trời ơi, kiểu này mà mình té xuống dưới là ngon lắm luôn á, ngọt lắm luôn á. Gì anh? Hả? Cái gì mà cái hố mực ong mà sao nó không trông nó ít quá vậy? Trời ơi trời,
anh có biết là mật ong nguyên chất đắt tiền lắm không? Mình không phải gọi là rẻ đâu nha. Em mua có nhiêu đây mật ong thôi mà em bán luôn cái xe máy em mới đủ tiền mua. Trời ơi, biết thế, nay nha mình đi ra ngoài tiệm mua ít keo chó dán lên người nó giật lông nó ra xong rồi cho nó tắm mật ong. Tao tắm mật ong thì gọi là mới đúng theo lời của bà phù thủy nói chứ. Ok, bây giờ nè. Bây giờ bọn mình đã chuẩn bị xong cái hố mật ong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ ông Rô đi đến chỗ này nữa thôi là xong. Ê, dịch có biết cách nào để cho Rô đến chỗ này không? Thì không biết đúng không? Xì biết không? Ừ, không biết làm cách nào. Không ai biết hết đúng không? Rất là đơn giản thôi. Mấy bạn có biết cách nào để làm cho Rô gọi là chạy đến đây không? Rất là đơn giản. Mình sẽ chỉ cho bạn cách này để mai này các bạn có chơi chung với Siro. Các bạn chỉ cần sử dụng cách này thì Siro sẽ chạy đến chỗ của các bạn liền. Đó, một cách rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần la lên là Siro là người bắt cua ngu nhất Việt Nam. Siro là người bắt cua ngu nhất Việt Nam. Đó, xin có biết là Siro là chùm bắt cua của Việt Nam không? Bọn mình mà la lên là Siro bắt cua ngu nhất Việt Nam là bảo đảm Siro sẽ tức giận, Siro sẽ chạy đến đây, hiểu không? Ồ, được hả? Hợp lý. Tất nhiên rồi. Nè, nghe tôi la lên nè. Siro là người bắt cua ngu nhất Việt Nam, có giỏi thì đến đây solo bắt cua với ta nè. Bắt cua quá dở, dở quá anh ơi. Siro bắt cua dở lắm. Siro ơi, đến đây solo bắt cua với ta nè. Ủa sao từ nãy giờ la quá trời la không thấy ông đâu ta? Siro ơi. Người ta bắt cua ngu. Tới kìa. À, thấy rồi nha. Wait. Cái con sói bắt cua ngu nhất Việt Nam kia. Bọn ta muốn solo bắt cua, người có giỏi thì nhảy xuống đây solo với ta nè. Xuống đây. Tức quá, tụi bay dám người ta bắt cua ngu. Tao sẽ giết tụi mày. Trời, ông biết to không lồ kìa. Dịch ơi, đi tao đi lên phòng. Anh em, nhảy xuống mật ong nha, lên, nhảy xuống. Xuống rồi, leo lên lại. Leo. Rô ơi, cảm giác bị dính ở trong mật ong như thế nào hả Rô? Khó chịu quá, gác quá. Gác quá hả? Trời ơi, đó, bắt đầu ông bị rụng lông rồi đó dịch. Ông bắt đầu ông rụng lông rồi. Sài Gòn dữ vậy trời. Yên tâm đi, tí nữa ông trở lại bình thường cho coi nè. A few moments later. Ủa cái gì vậy? Ủa bạn ơi, ủa ông Sido nó mất tiêu rồi. Mới thấy ông ở đây rồi, sao tiên ông biến mất. Rút cái lục cái lông mười kia biết nó cửa chuông kìa. Chạy, ơi tào lao, ông còn đang mặc quần áo nha anh. Tào lao. Trời ơi mấy bạn ơi, Siro gọi là đã bị biến rồi. Nhầm, phải nói là phải là đã biến là thành người chứ tại sao lại đã bị ta. Siro biến là thành người kìa các bạn ơi. Tào lao nói gì lắm với Phong, xuống vết nó lên nó chết đuối vậy. Quên. Ok. Đẩy ông lên. Đẩy ông lên. Này thì leo lên. Ok rồi, ông leo rồi, leo rồi. Ok, leo lên. Ây trời ơi bạn ơi, khổ quá. Cuối cùng cũng gọi là giúp cho Rô trở thành người bình thường rồi bạn ơi. Nhưng mà không biết có trở thành người bình thường mãi mãi ông ta hay là gọi là sẽ gọi là trở thành người bình thường một thời gian thôi trời. Ê, nói chung là các bạn, nói chung là tập này bọn mình đã giải cứu được anh Rô rồi, giúp cho anh Rô trở thành người rồi bạn ơi. Như vậy là vui rồi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy vào bên kênh YouTube của anh Mr. Vịt Mèo Simmy cùng với anh Siro tứ trụ siêu nhân để đăng kiếm hộ cho tất cả mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Rồi ok, anh em dẫn ông Rô về đi. Em đánh nhau tiếp ơi. Sao dịch cứ dùng cái búa dịch gõ đầu người ta chết hoài vậy dịch? Hả dịch? Sao dịch ác độc vậy? Mà luôn gắt luôn. Tào lao lao. Thôi bây giờ hai người dẫn ông về đi. Còn em thì còn em thì em thì em phải ăn mật ong đây, nhiều mật ong quá. Trời ơi ngon quá ngon. Tao chô mày luôn. Tao lấp mày luôn. Chết tôi luôn rồi.